Giá heo hơi hôm nay 20 tháng 7, giảm trải rác từ 1.000 đồng 1 kg đến 2.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 20 tháng 7 giảm cao nhất 2.000 đồng 1 kg. Hơn một tháng trở lại đây, giá heo tăng trở lại, người chăn nuôi đã có lãi. Đây cũng là thời điểm người chăn nuôi heo chuẩn bị đầu tư, tái đàn phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc chững lại, thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận biến động mới về giá. Trong đó, 65.000 đồng 1 kg là giá heo hơi cao nhất khu vực, hiện đang có mặt tại Bắc Giang, Hưng Yên và Hà Nội. Heo hơi tại các địa phương còn lại tiếp tục được thu mua ổn định trong khoảng 63.000, 64.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 63.000, 65.000 đồng 1 kg, cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 65.000 đồng 1 kg, Yên Bái là 63.000 đồng 1 kg. Lào Cai là 63.000 đồng 1 kg, Hưng Yên là 65.000 đồng 1 kg, Nam Định là 63.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên là 63.000 đồng 1 kg, Phú Thọ là 64.000 đồng 1 kg, Thái Bình là 63.000 đồng 1 kg, Hà Nam là 63.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc là 64.000 đồng 1 kg, Hà Nội là 65.000 đồng 1 kg, Ninh Bình là 63.000 đồng 1 kg tuyên quang là 64.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000, 2.000 đồng 1 kg, theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm cao nhất 2.000 đồng 1 kg. Theo đó, hai tỉnh Bình Định và Quảng Trị giảm lần lượt 1.000 đồng 1 kg và 2.000 đồng 1 kg xuống chung mốc 60.000 đồng 1 kg. Thương lái tại các địa phương còn lại vẫn duy trì thu mua heo hơi với giá không đổi trong ngày hôm nay. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 59.000, 63.000 đồng 1 kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 63.000 đồng 1 kg, Nghệ An là 62.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh là 62.000 đồng 1 kg, Quảng Bình là 60.000 đồng 1 kg, Quảng Trị là 60.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế là 60.000 đồng 1 kg, Quảng Nam là 60.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi là 60.000 đồng 1 kg, Bình Định là 60.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa là 60.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng là 61.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk là 59.000 đồng 1 kg, Ninh Thuận là 60.000 đồng 1 kg, Bình Thuận là 61.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm nhẹ ở khu vực phía Nam. Giá heo hơi ghi nhận giảm 1.000 đồng 1 kg. Cụ thể tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh giao dịch xuống còn 62. 000 đồng, kg, ngang bằng với tỉnh Đồng Tháp. Các địa phương còn lại có giá đi ngang không đổi so với ngày hôm qua. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 59.000-62.000 đồng 1 kg, cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 60.000 đồng 1 kg, Đồng Nai là 61.000 đồng 1 kg, thành phố Hồ Chí Minh là 60.000 đồng 1 kg. Bình Dương là 61.000 đồng 1 kg, Tây Ninh là 60.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu là 61.000 đồng 1 kg, Long An là 61.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp là 62.000 đồng 1 kg, An Giang là 59.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long là 59.000 đồng 1 kg, Cần Thơ là 61.000 đồng 1 kg, Kiên Giang là 61.000 đồng kg, Hậu Giang là 60.000 đồng 1 kg. Cà Mau là 60.000 đồng 1 kg, Tiền Giang là 59.000 đồng 1 kg, Bạc Liêu là 61.000 đồng 1 kg, Trà Vinh là 60.000 đồng 1 kg, Bến Tre là 59.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng là 62.000 đồng 1 kg.